Thưa quý vị và các bạn, bắt cóc trẻ em là một cụm từ mà chúng ta không muốn nhắc đến, nhưng mà sau những vụ việc bắt cóc trẻ em diễn ra tại thủ đô Hà Nội thời gian gần đây thì có thể thấy rằng là việc tăng cường các kỹ năng phòng chống bắt cóc cho trẻ em là một việc làm vô cùng cần thiết. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hiện nay chúng ta thấy là cái câu chuyện này là một cái vấn đề rất được nhiều người quan tâm, cũng liên quan đến trẻ em. Thế nhưng mà hiện nay thì làm thế nào để có thể các bậc phụ huynh cũng như là có thêm kinh nghiệm trong việc là phòng ngừa việc bắt cóc cho trẻ em, thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng quan tâm và chia sẻ với chương trình ngay sau đây. Và chương trình của chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn một vài những kỹ năng thiết yếu để từ đó để cho quý vị và các bạn có thể là giáo dục con trẻ của mình ngay từ nhỏ. Chỉ với một gói bim bim đã có thể dễ dàng dụ dỗ những em nhỏ này. Các con vẫn còn nhận đồ ăn của người lạ, nhận tích cơ, thậm chí cả đồ chơi của người lạ và đi theo. Ở độ tuổi nhỏ, sự nhận thức của các em còn chưa cao, dễ bị dụ dỗ. Chính vì thế, những tiết học kỹ năng phòng chống bắt cóc được lồng ghép thường xuyên hàng ngày trong chương trình học giúp trẻ hình thành kỹ năng cho mình. Sau buổi học này thì trẻ có những cái kỹ năng rèn luyện mình và trẻ có những kỹ năng đó phòng lại để người lạ không bắt được mình đi. Chúng tôi triển khai các cái hoạt động để các con thực hành, và khi mà triển khai như vậy thì tôi thấy là các con nhớ rất lâu, và những cái kỹ năng như vậy chúng tôi triển khai có sự lặp đi, lặp lại, tạo cho các con thành một cái thói quen. Thông qua những tình huống này, các em sẽ nhận biết và có kỹ năng cơ bản để phòng vệ bản thân trước người lạ. Không được đi theo người lạ, không được mặc đồ ăn của người lạ. Người lạ bắt cóc đi thì mình sẽ quặp chân mình vào chân người lạ. Mà các con được trang bị những cái kỹ năng để có thể phòng tránh được ấy thì phụ huynh rất là yên tâm. Nguy cơ mất an toàn của trẻ có thể xảy ra bất kỳ nơi đâu. Điển hình những vụ việc gần đây, đối tượng bắt cóc trẻ em phần lớn chính là những người xung quanh, quen thân với gia đình. Vì thế, ngoài trang bị kỹ năng cho trẻ thì cũng cần sự kết hợp chặt chẽ từ phía gia đình và nhà trường. Trong việc liên kết chặt chẽ, quá trình đưa đón trẻ, không để kẻ xấu lợi dụng.